rạng rỡ. Dịch còn lê thế, người dân khốn khó vẫn ngày chăm ca, còn đâu dám mệt huống chi về nhà. Làm sao con kể kể với mẹ là sương đêm cắt thịt, nắng ngày thiêu da, ngủ trên ghế đá, miếng ăn vội vàng, mồ hôi cay mắt, chẳng kịp lau ngang. Người con lo lắng mất việc với tiền, cụ già bơ bớt phải đành đi xin. Còn người vô ý vẫn còn ca thêm, còn người vô tâm còn còn ca đêm. Rồi mai ta sẽ phố phường xôn xao, đường trên hẻm dưới, nhà nhà nào nào, còn con thu xếp con về mau mau, mẹ con ta sẽ thấy nhau nghẹn ngào. Người con lo lắng mất việc với tiền, cụ già bơ bớt phải đành đi xin. Còn người vô ý vẫn còn ca thêm, còn người vô tâm còn còn ca đêm. Rồi mai con sẽ về đây thôi, mẹ khoe hàng xóm đó là con tôi. Từ nay đất nước tưng bừng vui sao, mẹ giang tay đón.